thưa quý bà con cô bác, thì khi nhắc đến nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch thì em nghĩ rằng là không có một người nông dân nào là không biết đến phân đạm cá đúng không ạ? Phân đạm cá thì ngày trở nên phổ biến và ngày được các bà con của chúng ta ưa chuộng. Vì trong phân đạm cá, cái thành phần nguyên liệu rất là thân thuộc, rất là dễ làm, nhưng lại chứa rất là giàu các nguồn dinh dưỡng. Qua phân tích thì cái tỷ lệ hàm lượng NPK trong phân đạm cá là 4:1:1. Và nghiên cứu cũng cho thấy rằng là trong đạm cá nó có chứa đến 17 loại axit amin. Ngoài ra còn chứa vitamin A, vitamin D và các loại vitamin nhóm B. Khi bón vào cây trồng thì cái lượng vi sinh nó sẽ giúp đất của chúng ta được thải độc, pH trong đất nó cũng sẽ được điều chỉnh cân bằng hơn. Cây trồng của chúng ta thì nó sẽ phát triển một cái cách cân đối. Với cái cơ chế của chúng ta chính là vi sinh phân hủy các protein, chất béo và các chất vitamin khoáng chất thành những cái dạng nano dễ hấp thụ cho cây trồng. Cả nhà biết không, thì em cũng rất là hay làm đạm cá, phân đạm cá. Tuy nhiên thì qua quá trình làm thì đã rút ra được rất là nhiều cái kinh nghiệm. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà của chúng ta một cái phương pháp nó đơn giản nhất, dễ làm nhất và an toàn nhất. Không sợ bị hư mà chúng ta có thể là làm được số lượng lớn. Và ngày hôm nay thì với tính chất là em sẽ làm mẫu cho cả nhà. Nếu chúng ta muốn làm số lượng lớn hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể là tăng cái hàm lượng lên và có thể là sáng tạo theo những cái công thức mà mình biết, để cho cái hàm lượng phân bón của chúng ta thì nó sẽ đa dạng cái nguồn dinh dưỡng hơn và chủ động, mang tính chất chủ động hơn ha. Thì các nguyên liệu làm như sau. Thì nếu là làm phân đạm cá thì chắc chắn rồi, chúng ta phải có cá. Nếu mà cả nhà có cái nguồn cá vụn á, cá nhỏ, cá vụn thì tốt, nhưng mà ở đây thì em không có nguồn cá đó, thì có đầu cổ, đầu ruột, vây cá, xương cá. Đây, đầu ruột, vây, xương cá. Đây là nguyên một cái thùng xác cá, xương cá này là em lấy ở bên một cái tiệm bánh canh cá lóc rất là nhiều. Một cái lượng chất độn để khi chúng ta ủ quá trình thủy phân nó tạo ra một cái lượng nước thì nó sẽ thấm hút và nó sẽ hỗ trợ cái quá trình phân hủy ở đây ha. Chúng ta có chắc chắn rồi, chúng ta có men vi sinh. Thì có nhiều dạng men vi sinh để chúng ta làm. Tuy nhiên thì em phát hiện ra Mevi hoặc là vi sinh IMO thì chúng ta làm quá trình phân hủy rất nhanh. Phân hủy cá của chúng ta rất là nhanh, có thể là một tuần là nó đã phân hủy cá thành dạng nước hết rồi, phân hủy tan hết rồi. Và có thể là Mevi, đây là Mevi. Mevi này được bạn Văn Sĩ làm bằng bã cà phê rất là sáng tạo. Và đây là vi sinh, vi sinh men vi sinh IMO. Và cả nhà tùy thích thì có thể là chọn là loại vi sinh nào thì theo cách làm của cả nhà thôi, cách mà chúng ta chủ động thôi. Còn nếu mà muốn làm vi IMO thì em có thể là hướng dẫn cho cả nhà chúng ta làm IMO để chúng ta làm đạm cá ha. Rồi, chúng ta có rác tại nhà bếp. Chúng ta bỏ vào, ở đây là có vỏ dứa. Ở đây em có chuối, chuối rất là nhiều. Cái hàm lượng chuối như thế này, cái hàm lượng chuối như thế này hoàn toàn em có thể làm được dịch chuối và phân chuối. Tuy nhiên thì để kết hợp cho nó nhanh thì em bỏ cái chuối này vào trong cái thành phần của chúng ta luôn. Và em không cần sử dụng đường nữa. Lẽ ra là chúng ta phải có một hàm lượng đường khi ủ, nhưng mà nếu với cái lượng chuối như thế này thì em không cần bỏ đường nữa. Và chúng ta có thể là bỏ thêm các nguồn rác thải khác. Ở đây em có bã cà phê. Thì tùy theo cái điều kiện vườn nhà mình có cái gì thì chúng ta làm cái đó. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm nha. Rồi bây giờ là
phân hủy sẽ trở nên nhanh hơn. Đây là cái nguồn dinh dưỡng rất là dồi dào, cung cấp rất là nhiều kali và các vitamin khoáng chất ở trong chuối. Ở đây là cái nguồn này là nguồn thức ăn dồi dào cho vi khuẩn hoạt động cũng như là nguồn dinh dưỡng cho cây trồng. Cho em thêm một chút xíu vi sinh vào ha. Chúng ta có rác nhà bếp, chúng ta đổ vào luôn. Rác nhà bếp này thì còn trong này cũng có chứa rất là nhiều cá. Nè, chúng ta đã được hai lớp rồi, bây giờ chúng ta làm thêm một lớp nữa. Cả nhà thấy có nhiều chưa? Cái đống này hiện tại là phải gần 50 kg rồi. Rồi chúng ta làm thêm một lớp nữa nha. Đây là vây cá và ruột cá. Rồi, ở đây em đang có vỏ thơm, chúng ta bỏ vỏ thơm vào ha. Thì em nhắc lại là khi chúng ta có cái nguồn phân nào, có cái nguồn rác nào thì chúng ta cứ kết hợp các nguồn rác bản địa xung quanh chúng ta có thì chúng ta bỏ vào. Em ra vườn có một quả mít chín rụng như thế này thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể là bỏ vào để tăng hàm lượng dinh dưỡng. Thì nguyên tắc của nông nghiệp sạch theo hướng IMO thì chúng ta sẽ tận dụng tất cả các nguồn tài nguyên bản địa. Ở vườn chúng ta có những cái lá cây như thế này thì chúng ta có thể là đắp lên trên bề mặt để giữ độ ẩm ha. Giúp cho quá trình phân hủy lên ngang nó sẽ tốt hơn. Cả nhà lưu ý là rắc cho em một cái lớp nước để tạo ra một cái độ ẩm khoảng chừng 50-60%. Khi quá trình ủ của chúng ta thì nó sẽ tạo ra một cái lượng nhiệt rất là cao. Do đó thì nó sẽ bị bốc hơi nước lên. Và khi chúng ta kiểm tra mà thấy cái nguồn phân của chúng ta nó bị khô quá thì chúng ta bổ sung nước cho để cái độ ẩm khoảng 50-60%. Và bây giờ việc của chúng ta là đậy cái đống bạc này, thế là xong. Sau khi khoảng một tuần, nếu chúng ta mở ra chúng ta thấy cái nguồn cá của chúng ta phân hủy hết, nguồn phân cá của chúng ta không hôi và phân hủy thì chúng ta có thể là bón cho cây trồng được. Còn nếu mà chúng ta thấy mùi hôi thì chúng ta có thể là bổ sung thêm Mevi hoặc là IMO. Mà em nghĩ là cái hàm lượng Mevi và IMO của chúng ta làm ở chuẩn như thế này và hàm lượng như thế này thì hoàn toàn nó sẽ không hôi nữa. Khi chúng ta bón cho cây trồng thì chúng ta có thể là lấy nguyên cái thành phẩm như thế này, chúng ta đi rải vào gốc cây trồng hoặc là chúng ta trộn vào đất để tạo thành phân bón lót cho cây trồng, hoặc là chúng ta có thể hòa tan cái phân này ra, chúng ta tưới vào gốc. Mà chúng ta nếu mà chúng ta kỹ hơn nữa thì chúng ta có thể lọc để phun lên lá cây trồng để cho cây trồng của chúng ta hấp thụ một cách toàn diện nhất. Chúc cả nhà làm thành công nhé. Em sẽ phủ cái đống bạc này đây. Như vậy là xong rồi cả nhà, rất là đơn giản ạ. Với những cái nguyên vật liệu hoàn toàn rất là rẻ tiền và chúng ta tận dụng được những cái nguồn bản địa, chúng ta đã ủ được một cái lượng phân hàm lượng chính là cá với chi phí rất là rẻ, rất là tiện, rất là chủ động nhưng lại rất là giàu dinh dưỡng. Em chúc cả nhà mình thành công nhé. Xin chào.